Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải Gaming mình anh em ơi. Ở video này Khải sẽ tiếp tục sơ đồ cao thủ Thiên Trang anh em xem sơ qua. Ở lần này thì cao thủ Thiên Trang có sự thay đổi khá là nhiều anh em ơi. Thay đổi thêm cái nhẫn kim quang, kỹ năng cũng có 1 cấp. Rồi, áo kỹ năng cũng có 1 cấp. Lúc nãy cũng có vi phong nữa nè, là được 3 cấp. Nè, vừa rồi chặn thống kim này ra là ổng hết vi phong ấy, là được 3 cấp rồi. Kèm với cái càng không cho đầu 2 cấp nữa, đặc này đang 5 kỹ năng vốn có nha mọi người. Má anh em thấy không, hiện gì mấy hôm chém mình thiệt vài cán mình bóc hơn rồi mọi người. Hôm nay Thiên Trang được top 4 tống kim, nên là nhiều anh em muốn soi lại sơ đồ Thiên Trang, Khải soi anh em xem. Đây anh em ơi, đây top 4 tống kim nha, anh 76 mạng này, gờ chưa, chém gờ chưa, thấy chưa. Top 1 luôn anh em ơi, top 1 liên chạm mạng luôn anh em, quá gắt luôn ấy. Khải đang kim này. Anh này anh em ơi, ghét quá. Hiện tại đang sử dụng mình gia truyền kháng cả 20. Gia truyền này thì ở server tầm khoảng theo Khải dự đoán cũng như là Khải biết được thì tầm này thì khoảng hơn 3-4 triệu dài này anh em ơi. Khoảng 60 kim ấy, biết đâu. Còn biết anh em mua như thế nào không biết, còn Khải thấy người ta rao là hôm qua rao là 75 kim, mà nếu mà Khải nghĩ chả chả chứ còn 60 kim, 65 kim, 60 kim gì đó người ta bán thì khoảng 3 triệu rưỡi, 4 triệu người ta bán hết. Rồi, nón 28, nón này thì khá là rẻ nè. Tầm này thì vừa rồi Khải cũng mua một cái này nè, 29 này, mua có 1 kim thôi. 28 này chứ còn cao lắm, 1 kim, kim hơn nè. Mắc lắm 2 kim. Á nhu tình này thì nó đồng giá tầm này khoảng 10 kim quay đầu nè. 10 kim quay đầu là khoảng 5-600 nghìn quay đầu nè. Bao tay làm chạm 40 sinh lượng lực, bao tay này cũng khá là đẹp, khoảng tầm 3-4 kim. Có thể là mua mắc lắm là 3-4 kim. Tầm này nha anh em, so với giá tầm này thôi nha. Còn hồi trước thì không nói nha anh em, so với giá server hiện tại. Nhẫn này khá là đẹp này. Kháng lôi 28, kháng lôi 28, nhẫn này dòng 1 khá đẹp rồi anh em ơi. Thêm dòng bánh 1 cũng khá hợp lý. Chung mà nếu mà nhẫn này thì ở server thì khả nghĩ sẽ cũng được 5-6 kim, khoảng 3-400 nghìn. Nếu mà mua mà chắc chắc lắm là khoảng 10 kim, 10 kim là khoảng 700 nghìn. Còn nếu mà chung chung tầm 500k. Gặp bội này là gọi là hàng đẹp rồi nè. Gặp bội Khải cũng 30 nè. Gặp bội này hồi trước Khải mua có người quen có 4-5 kim thôi nè. Còn cái này cũng tầm đó thôi nè, 4-5 kim khoảng 300 nghìn. Đai lưng 140, đai lưng này khoảng tầm 1-2 kim, là khoảng 100-150k. Giày này cũng khá đẹp, 37-29. Còn giày Khải là 37-30 đó. Trong đôi giày này cũng tầm 5 kim nè, sinh lực 96. Nói chung là mà ở con ngựa này mắc nhất anh em ơi. Con ngựa này không biết là vĩnh viễn hay là thời hạn. Nếu mà vĩnh viễn á là chắc luôn em, con này ít nhất phải hơn 30 triệu anh em ơi. Đó. Nói chung là tổng set đồ này thì theo Khải thấy thì nằm trên giá khoảng hơn 30 triệu là chắc anh em. Hơn 30 triệu là chắc anh em. Rồi anh em xem video này đừng quên ủng hộ cho Thiên Trang một like chia sẻ anh em ơi. Video này thì anh ta có cho mình 5 cái em cũng có và 85 chậm, không qua chó nha anh em ơi. Mắc khăn lôi nha, không chó nha. Rồi, Khải xin tạm dừng video ở đây. Anh em thích soi video cao thủ nào cứ comment bên dưới nha anh em ơi. Khải sẽ tiếp tục soi anh em xem nha.